À, các bạn ơi, như vậy là sau cái quá trình mình chụp hình cũng như là check in ở ngoài khu vực cổng chào á, thì hiện tại là mình đang đứng ở cái khu vực chèo thuyền cũng như là ăn uống, và đây cũng là cái khu chính của Suối Mơ này ha. Thì bây giờ các bạn hãy cùng theo chân của mình vào trong để trải nghiệm cũng như là khám phá kỹ hơn nha. Đi thôi ạ. Đây là khu bên trái là cái khu gì? Khu chèo thuyền nè, chèo bằng bè. À, giờ mình qua mình mặc áo để đi đi chèo thuyền. Rồi, bây giờ mình mặc áo phao vô để mình chèo xuồng đi về miền sông nước nha các bạn. Để đảm bảo an toàn, mặc dù là nghe nói là cũng an toàn lắm nhưng mà thôi. Yeah. Đó này, cái kia đi, đó này không vừa. Yeah. Cái này vừa không? Vừa dặn rồi, đi thôi anh ơi, đi anh ơi. Này em tự chèo luôn phải không hay là anh có đi theo không? Yeah. Anh chèo hả? À đúng rồi đó. Anh chèo đi cho chắc ăn. Cái bè này rộng ha. Cái đó là bè rộng nữa. Em xuống nha. An toàn quá ha. Ủa anh, cái hồ này là hồ tự nhiên hay nhân tạo? Hồ nhân tạo phải không? Kỳ công ha, xây dựng cũng kỳ công ạ. Wow. Ủa khu này mình xây lâu chưa anh? Khu này là xây lâu rồi. Xây lâu rồi hả? Nhưng mà mới nổi tiếng gần đây thôi phải không? Mới phát triển rồi, mới phát triển. Dạ. Nhưng mà nổi tiếng là của ông anh là. Dạ. Của gia. Dạ. Thấy nó mình làm kia. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạo gần nay mới bắt đầu nổi lên nha. Đây rộng bao nhiêu anh ha? Rộng đất thì rất nhiều. Dạ. Yeah. Không hết nổi. À. Coi như là cứ hoàn thiện từ từ phải không? Dạ. Yeah. Giờ mình cứ hoàn thiện khu vực mà tại ngay cầu đó. Để về đây. Dạ. Yeah. Để tới Tết. Dạ. Yeah. Dịch này mà cầm bông này hết. Dạ. Yeah. Lông rất đẹp. Rồi đi. Đất bầu là biến xây chừng nào cho hết ha. Dạ. Cái này mình của tư nhân xây hả anh? Có hợp tác chung với ai không? Tư nhân xây hết hả? Thường là cái bè này là chèo là phải có anh đi theo hay là có để cho khách tự chèo không? Mình phải chèo hết cho nó an toàn đúng không? Dạ. Từ khi mà khách biết rồi. Dạ. Dạ. Rồi là cũng có mấy đứa. Dạ. Ra tắm mặc áo phao á. Dạ. Lôi ra coi là ngồi trong này mà nhảy xuống. Dạ dạ. Này là tắm được luôn hả? Có đứa mê tắm. Dạ. Dưới này mình có nuôi cá gì được không anh? Có hồi trước cũng có nuôi cá. Dạ. Yeah. Giờ vẫn còn cái này mà cũng không có nuôi cá hải sản mà nuôi cá kiển. Dạ. Yeah. Cái hồ này mình nuôi cá kiển là quá đẹp, quá hợp lý luôn rồi. Nuôi cá ba cá chết rồi mà màu lên cái đầu
rải thức ăn lên lên một vùng. Dạ, 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 đúng rồi. Nhưng mà giờ hình như đây số lượng cá không có chưa nhiều phải không? Chưa nhiều. Dạ. Giờ là cá cũ thôi. Dạ. Thả trâu á. Dạ. Mà nó thả trâu cũng mở này là mở câu cá. Dạ. À. Là có dịch vụ câu cá luôn hả? Hồi xưa thì mở ra câu cá. Nhưng mà thời gian không còn được nữa nữa. Dạ. Là giờ đâu còn đâu phải không anh? Ví dụ như cái người mà không biết về chuồng, không biết cái chuồng, có biết chèo biết cái chuồng có thể chèo được. Dạ. Giờ thấy bên này nó nghiêng. Dạ. Thấy lạnh bên này. Dạ. Thôi chuồng là một đầu là người biết chèo ta là cũng là người chuồng. Dạ. Không biết là biết là. Dạ. Biết là chiếc chuồng. Cái này cái bè là nó dễ hơn cái chuồng nữa phải không? Đúng. Với lại cái này cũng phải biết điều khiển nữa ha. Điều khiển với lại biết thăng bằng nữa. Chứ còn không biết điều khiển thì chắc hơi khó ha. Cái này nó khó chèo hơn cái xuồng. À vậy ha. Cái xuồng ta ngồi người ta sẽ chèo một bên đó. Dạ. Chỗ này mà ngồi nghiêng bên đó chèo thì nó bị nghiêng qua góc độ đó. Dạ dạ. Nhưng mà cái này thì nó dễ thăng bằng hơn. Chứ nó cũng mình thấy là nó cũng phải có được. Dạ. Đứa tắm lên là ra làm sao đứa. Dạ. Cái bè nó lúng xuống thôi, càng lúng ví dụ như nó lúng xuống tới đây. Dạ. Mà nó cũng vẫn sao sao, nhưng mà mình mà không biết mình sao cái lúng một đầu vào. Dạ. Đầu vào lúng nhiều. Dạ dạ. Bè này nhìn nó đơn giản mà nó chắc chắn ha. Tính đóng cái bè lớn hơn. Dạ. Từ cô đó. Nói chung là bây giờ cũng dần dần người ta cũng biết nhiều rồi đó. Nhưng mà ăn uống thì chưa. Dạ. Yeah. Đến tham quan thì chúng tôi cũng gặp cho tiền nó đông. Dạ. Còn ngày thường là cũng giờ mới chụp. Ngày thường là chủ yếu là người ta vô người ta tham quan chụp ảnh này nọ xong ta về phải không? Chứ không có ăn uống. Dạ. Thôi từ từ. Dạ dạ. Mới mở đây là mới mở hồi 2 tháng 9. À. 2 tháng 9, bữa nay mới có mấy tháng 10 à? Tháng ha. Dạ. Yeah. Thôi cứ từ từ. Mình phát triển lên từ từ đâu có sao đâu. Đến giờ cái này phải từ từ. Dạ. Chứ giờ mà cái thằng vốn miếng rồi này kia nó nở. Dạ. Yeah. Như giờ mà bé cũng có 10 ngàn mà từ trong ra ngoài đúng không? Dạ. Đấy là nó rất là... Rất là rẻ luôn. Ủa mà... Anh em là biết gì thôi. Dạ. Yeah. Giờ coi như lấy giá hữu nghị quảng cáo trước phải không? Làm quen trước. Bên kia là nó cũng có hồ giống vậy luôn hả anh? Cái hồ đi vậy. Dạ. Nhưng mà đi là đi ghe, đi xuồng. Dạ. À đi ghe. Cái cá tám lớn như cái xuồng. À. Mà mình đóng theo cái kiểu cái xuồng. Dạ. Nhưng mà đóng cái ghe thì đích nó... Nó hơi xấu. Dạ. Đóng theo kiểu cái xuồng. Là bữa nay là mới khai trương luôn hả? Hên quá ha. Ủa anh, cái suối bên kia là cái suối đó nhân tạo luôn hả? Hay là suối tự nhiên? Suối tự nhiên hả? Suối tự nhiên là mình xây cho nó đẹp. Là tức là mình chỉ xây cái đường này nọ cho nó đẹp vòng vòng thôi, chứ còn suối là suối tự nhiên mà đúng không? Dạ. Dạ. Mình xây chứ tại chỗ nào hết cái giá cho đám được. Dạ dạ. À. Xây thêm thì nhìn nó đẹp hơn thôi. Cái người phải nuôi cái này thì đẹp. Dạ. Nhưng mà mình chưa có hoàn thì nó hoàn tất. Dạ. Nếu mà nó vừa hoàn tất thì không phải từ sang năm sau. Dạ. Sau thì còn khó nói ra. Thôi nói chung là rộng lắm. Đúng rồi. Em thấy này rộng quá nên là từ mình cứ làm từ từ đi. Nếu mình dùng giờ hết ngày nào đó. Dạ. Rồi cái chỗ chụp hình á. Dạ. Có cái đám bưởi bên kia đó. Dạ. Đó. Rồi đó cũng chưa làm luôn. Ở đây tới Tết như em làm. Dạ. Kêu làm quá. Đất nhiều quá cũng khổ ha. Ờ. Nhưng mà cơ bản là em thấy cũng đẹp rồi. Đẹp với nên thơ quá trời nè. Nếu mà ở đây dòng ông yên vậy đó. Dạ dạ. Mình cần hết. Ừ. Yên những dòng ông. Nó xum xê phải không? Đúng rồi, nó xum xê xum xê. Rồi à, là màu sắc nó rực rỡ lắm á. Rất rực rỡ. Dạ. Cho nên chắc mấy cái nhà mình là giả tích giống như cái nhà thôi. Dạ, dạ. Có cái cảnh thôi. Dạ. Nhưng mà mình chụp hình là mình phải như cái nhà. Dạ. Mình phải chụp hình.
đó mình qua là một cái làng. Dạ. Dạ. Anh Cạch Tre là chính là làm cầu từ bên đây qua đó. À. Là cái cầu nó nổi trên núi thôi. Dạ. Mà giờ đi thì chắc đi hơi chậm. Dạ. Dạ. Không có chạy được. Không, cái này mà mình làm trò chơi trên nước đổ anh giống như miền Tây á, cũng vui lắm á. Thì anh đang cũng làm Cạch Tre nữa là. Dạ, dạ đó. Nói chung là biết bao nhiêu cái để làm ha. Dạ. Còn làm trò từ gì đó dài với trong nghe các thú nữa. Dạ, dạ. Còn nguyên cái đám ruộng này kia, họ cũng thẳng chụp chiếc ruộng của nó nữa. Dạ. Ở trong, dạ. Ở trong đó là mình làm chưa hay lại có ý tưởng thôi? Ý tưởng. À. Bây giờ là mấy cái đối tác làm sao mà hoàn thiện hai cái ao này. Dạ. Rất là lãng mạn và nên thơ. Để em đi kia, em tự đi mấy chỗ kia được rồi phải không? Dạ. Mình đi qua suối nha. Qua suối, qua đèo. Ôi, hai con ấy nè. Con này con gì ta? Con sóc hả? Hai con nè, sóc nhảy, sóc con nè, phải không? Dễ thương ha. Đi, mình xuống chỗ khu vực suối chính đi. Suối mơ. Suối mơ, suối mộng. À dạ. Bên kia có xích đu rồi, đi qua kia ngồi xích đu trước đi ha. Mát ghê không? Ôi sung, sung quá trời trái luôn. Ở đây có khu vực ngồi để check in nè. Ngồi điểm mệt chứ ha. Nè. Ngồi đây nghiệp ạ. Thơ, thơ mộng ha. Hả? Mình thơ mộng không? Hả? Ngồi. Ngồi ngắm cảnh xong rồi nghỉ mát luôn. Đằng kia có xích đu kìa, qua ngồi thử. Ngồi thử đi, đi qua. Cái đường này sao mình lên được ta? Mình sẽ tìm cách ha. Mình sẽ tìm cách nha.
đứng trước một cái vẻ đẹp thơ mộng như vậy thì mình sẽ phải mình phải đu thôi. Dạ. Ây da, làm sao lên được? Thì sao? Ây da. Nói vậy sao? Phụ đi, phụ đi. Nhìn, làm sao được? Nhìn, thầy thầy leo lên cái là con ấy liền luôn á. Thì cái này đi. Trời ơi. Sẵn đưa giò luôn. Ồ mát quá. Nước nước mát lắm luôn. Ồ nước mát. Mát. Mát ở trên mình đi. Mát lắm luôn. Để coi được, để coi đu thử được bao xa nè. Thì gỡ dài ra đi ha, khoan từ từ. Gỡ dài ra. Tí nữa mình rửa dài đấy luôn ha. Nãy mình check in dơ quá nè. Con kéo này đẩy tưởng đâu tưởng đâu đẩy cái này đi chứ dục nó dài lên dục nổi không đói tí nữa mình rửa dài luôn nha dài quá bỏ dưới nước dạ không có té dài, đâu dài quá dơ rồi nè chưa rồi một chưa 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 rồi rồi một không cái này hình như nó ngược hướng rồi Yến mày ôi da mày ngược hướng rồi không phải lại từ đây nè thầy ngồi không. Ngược á thầy ngồi ngược ngồi sao dây lại đẹp không cái chân rồi đẩy dây đi lại ngược lại dây sao vậy phải không nè ừ dính đi một hai ba đẩy mạnh lên không cũng vậy à dạ. Ướt đất hết trơn rồi nè. Ướt đất hết rồi. Rồi được rồi. Cái này do cái xích đu này nó dạ biết sao không? Nó bị ngược hướng á. Nó treo ngược á. Ừ nó treo ngược á phải treo như vậy nè. Thế ra mình đứng bên này mình đạp ngược quá thì phải. Rồi con đứng đây. Đứng. Đây. 2 3. Nhẹ thôi. Mát quá. Ôi da. Dạ. Ồ đã rồi đó nó. Giờ đúng hướng rồi đó, nhưng mà bên xanh nó cứ dậm vô nè. Được rồi Yến ơi, hồi ướt quần hết đi. Mát quá. Thôi thôi. Ồ đã quá. Hồi xong chưa? Hồi xong cho con nằm thế Yến. Giờ cho thầy nằm trước đi. Sao vậy? Đã. Đã lắm. Đã lắm luôn á. Sau thời gian đu đưa thoải mái thì giờ mình đi tiếp, đi men theo con suối này nha. Nước khá là mát luôn á, mặc dù không có được trong lành lắm nhưng mà mát ghê luôn. Đi, tại vì bên kia mình thấy có một cái xích đu nữa, với lại có một cái cây cầu. Ôi cái thằng kia anh đó anh xếp cho mình một cái chỗ để uống nước vô cùng lãng mạn luôn cả. Cái cầu này phải xuống đó. Đi. Đây, giờ mình đi qua cầu nha. Qua cầu là mình sẽ thấy đầu ngọn suối, nơi có một cái bàn nước rất là lãng mạn luôn cả. Đẹp ghê ghê luôn. Đi qua cầu, nó bên kia có cái xích đu rồi. Xích đu này đu đã hơn. Mà xích đu nha. Trở về tuổi thơ. Chỗ này đẹp ha, dễ ngồi hơn nè. Từ từ đi, để thầy lên đi. Để này qua đây đi. À xong luôn. Ê. Rất cái gì vậy ta? Im nghe. Rồi.
một hai ba đứng mạnh đó. Ồ, chắc không yến, chắc không. Rồi quay đi, quay đi, quay đi. Ồ nó má. Cái này hả? Gì chân thầy lại. Nè, nè tao. để im hồi nó rung cái máy kìa. Ồ nó mát ghê luôn á tàn. Tiếp hả? Đưa mạnh lên, đi mạnh hết sức đi. Một, hai, ba. Hỏi xong nhìn. Ồ, ghê quá. Ghê quá. Ôi, hồi quay lại xong thấy thầy nằm dưới suối. Ồ, nó mát. Thầy bay xa lên cây nữa. Không thể, tới đây là hết sức rồi. Còn là đưa mạnh hơn đó được đó thầy. Mạnh lên. Một, hai, ba. Ôi, có cái nào lên tới? Tới đến đọt dừa luôn không Yến? Nè, để tự lắc được nè. Kéo nó chuyên hay vậy? Nè. Nhờ thằng gió đẩy nè. Một, đẩy hai bên qua, đẩy hai bên á. Hai bên. Một bên. Một bên. Rồi nè. Mạnh lên. Hết nước luôn, hết sức luôn, có lên luôn. Ủa thấy ghê quá. À, được rồi đó, ghê quá. Ngồi hồi rớt thầy xuống giờ Yến ơi đó, được đó, được được đó. Con này được rồi đó. Ủa ơi thấy ghê quá. Hồi nhìn xong rồi bay qua khỏi mấy ảnh luôn. Dạ mình đi đó. Vậy sao thì muốn thấy thầy bơ phờ vậy? Chết rồi, chơi cảm giác mạnh. Về đi, phải quay nước ha. Thiên nhiên nhưng mà cực kỳ lãng mạn. Đi không? Không, cái này càng quay quá. Được. Yên tâm. Ôi nó mát. Này chắc gỡ dép rồi đi ha. Hợp luôn. Dạ rồi. Dạ thôi để đi ngồi đi cho mát, cho nó lãng mạn. Uống nước thôi. Ủa nó mát. Hành tiếp cái chậu lý tưởng ghê không? Chết cha. Được. Vô. Các bạn ơi, tin chắc rằng là suối Mơ của Tây Ninh thì sẽ không có rộng cũng như là không có đầy đủ hiện đại giống như là suối Mơ của Đồng Nai. Tuy nhiên rằng là về cái mức độ đẹp cũng như thơ mộng thì mình tin chắc rằng là thì suối Mơ của Tây Ninh cũng có thể so sánh được với lại suối Mơ của Đồng Nai ha. Và ngày hôm nay thì mình hy vọng là các bạn đã có một cái chuyến đi thú vị cùng với mình về với khu vực của suối Mơ này, một cái nơi không chỉ là có thể check in chụp hình mà nó còn là một cái nơi để mình có thể xóa bỏ mọi cái căng thẳng cũng như mệt mỏi trong cuộc sống ha. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip này và hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip kỳ sau ha. Xin chào ạ.